Rồi đứng dậy lên, đứng dậy đi cho chị coi coi. Rồi đi đây đây chị cho bánh ăn. Rồi đi 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 coi. Trời ơi, đi vô dữ ẹ. Đi vô không biết mang già, không biết đi kìa. Ôi coi đi vô dữ ẹ kìa. Ui em đi còn được kìa, đi vô kìa. Rồi, nó nằm già. Không, nó gắn vậy tôi. Gắn vậy tôi bắt tà. Mày về đây đi, mày về đây đàng hoàng. Không đi thì dắt em đi 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 ăn đi chơi hết, bỏ siro ở nhà mình. Bỏ siro ở nhà mình luôn. Thôi đi chơi đi chơi đi. Bỏ nó nhà mình đi. Ôi. Bỏ siro ở nhà đi. Siro, siro, lại đây. Đang đi làm thôi. Né được anh em. Đây đi. Đây đi. Đây đi chị cho hả. Đâu. Đó nó chơi giỏi rồi kìa. Trời ơi chị ở cơ đâu. Râu giỏi lắm á. Đây đây chị đâu. Đây. Ồ giỏi quá. Chị lại đây. Quen rồi đó. Chưa. Chị ở cơ đâu. Đó đi thành điệu rồi đó. Giỏi quá. Chưa? Vậy ờ. Đó là vậy mới được đi chơi chứ. Giỏi vậy mới được đi chơi chứ. Hả? Trời ơi anh Siro kìa. Nè. Đi. Chưa? Chưa? Siro đẹp trai dữ vậy ta. Nãy đi không được, tập chừng 2-3 phút mà đi được rồi. Thấy không? Nãy đi lại coi. Đâu? Đó, chạy luôn. Phải quen với mấy em nè. Phải quen với mấy em. Anh Siro có đồ đẹp, có giày đẹp. Chuẩn bị đi chơi nha. Đây 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 đây. Siro. Đây con. Phải quen chị Cherry hả? Đẹp quá.
Ha 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 ha